Trên thế giới, sập cao tốc ở Trung Quốc, 24 người thiệt mạng. Ba Lan triển khai vũ khí sát biên giới Nga. Colombia cắt băng giao với Israel. Cảnh sát Mỹ bắt 300 sinh viên biểu tình phản chiến. Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể rút quân khỏi Hàn Quốc. Tại Việt Nam, mưa đá to bằng quả trứng trút xuống Nghệ An, hơn 200 ngôi nhà thủng mái. Một người bị sét đánh, hơn 600 nhà hư hại sau mưa dông. Vụ lò hơi phát nổ khiến 6 người thiệt mạng, mảnh sắt văng như đạn bắn. Hơn 70 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì thịt. Đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 từ hôm nay. Hơn 250 người bị truy tố trong đại án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 2 tháng 5 của Khỏe Tự nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành. Và sau đây sẽ là các sự kiện nổi bật trên thế giới. Mở đầu là thông tin, sập cao tốc ở Trung Quốc, 24 người thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV ngày 1 tháng 5 đưa tin, một đoạn đường cao tốc dài 17,9 mét giữa thành phố Mai Châu và huyện Đại Bộ ở tỉnh Quảng Đông đã bị sập. Vụ việc khiến tổng cộng 18 phương tiện bị mắc kẹt và có 49 người liên quan, trong đó thì 24 người được xác nhận đã thiệt mạng. Các hãng tin địa phương chia sẻ một clip lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy ngọn lửa và khói bốc ra từ một hố sâu và xe ô tô tông hàng loạt. Một người đàn ông nói trong đoạn video rằng khoảng 7 hoặc 8 phần của cây cầu đã sụp đổ và bạn không thể đi được nữa. Sau vụ việc, một phần đường cao tốc đã bị phong tỏa ở cả hai hướng và các tài xế phải đi đường vòng. Tỉnh Quảng Đông đã phải hứng chịu một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan trong những tuần gần đây, từ lũ lụt đến lốc xoáy gây thiệt hại về người. Ba Lan triển khai vũ khí sát biên giới với Nga. Vâng thưa quý vị, Bộ Tư lệnh tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết họ sẽ vận chuyển thiết bị quân sự đến gần biên giới Nga từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5. Hoạt động này là một phần trong cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. NATO bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh mang tên Steadfast Defender vào ngày 24 tháng 1. Cuộc tập trận kéo dài đến hết tháng 5 với sự tham gia của hơn 90.000 binh sĩ đến từ 32 quốc gia thành viên. Trong vụ việc này, thành viên NATO lên kế hoạch thử nghiệm kịch bản xung đột chống lại đối thủ ngang hàng. Theo Điều 5 của Hiệp ước NATO, cụ thể Điều 5 quy định cuộc tấn công vào đồng minh được xem là cuộc tấn công chống lại toàn bộ NATO. Hồi tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng cuộc tập trận này đánh dấu sự trở lại của NATO trong kế hoạch chống lại Nga. Colombia cắt băng giao với Israel. Hôm ngày 1 tháng 5, Tổng thống Colombia ông Gustavo Petro tuyên bố sẽ cắt mối băng giao với Israel từ ngày 2 tháng 5. Tố cáo lãnh đạo quốc gia Trung Đông phạm tội ác diệt chủng trong chiến dịch Gaza. Ông Petro nói trước hàng nghìn người ủng hộ rằng thế giới không thể chấp nhận nạn diệt chủng. Nếu người Palestine chết, nhân loại cũng đang bị hủy diệt. Ông nói trong tiếng vỗ tay vang dội của đám đông, một số răng biểu ngữ ủng hộ người Palestine. Israel sau đó chỉ trích lãnh đạo Colombia là bài do thái và thù ghét, nhấn mạnh lập trường của ông Petro giống như trao phần thưởng cho Hamas. Về phần mình, Hamas ca ngợi tuyên bố này và mô tả đây là một chiến thắng. Colombia có lịch sử quan hệ ngoại giao và quân sự chặt chẽ với Israel và Mỹ. Tuy nhiên, thì mối quan hệ với Tel Aviv đã xuất hiện nhiều căng thẳng liên quan tới xung đột ở Gaza. Trong khi đó, tại Mỹ, khoảng 300 sinh viên Đại học Columbia, Đại học thành phố New York bị cảnh sát bắt khi biểu tình phản đối chiến sự Gaza. Lãnh đạo trường trước đó đề nghị cảnh sát trợ giúp sau khi hàng chục sinh viên đập vỡ kính cửa sổ và xông vào chiếm hội trường để phản đối chiến sự tại dải Gaza. Họ giăng biểu ngữ đổi tên nơi đây thành hội trường Hin, tên em nhỏ người Palestine thiệt mạng trong chiến dịch của Israel. Kết quả, cảnh sát New York tối 30 tháng 4 tiến vào khuôn viên Đại học Columbia, giải tán lều trại của sinh viên, bắc thang vào bên trong hội trường và bắt những người biểu tình. Cùng ngày, tại Đại học California ở Los Angeles, bạo lực đã bùng phát giữa các sinh viên ủng hộ Palestine với người phản biểu tình và ủng hộ Israel. Các cuộc đụng độ xảy ra sau khi những người ủng hộ Israel tìm cách tháo bỏ hàng rào chắn bằng gỗ ở rìa khu lều trại do sinh viên ủng hộ Palestine dựng lên. Vài giờ sau khi đụng độ bùng phát, cảnh sát chống bạo động xuất hiện và tách các nhóm ra xa nhau. Không rõ bao nhiêu người bị thương trong vụ việc. Sinh viên tại nhiều trường đại học trên khắp nước Mỹ, từ New York, Texas tới California, thời gian qua dựng lều trại trong khuôn viên nhằm kêu gọi lãnh đạo nhà trường ngừng hợp tác với Israel và các công ty ủng hộ chiến sự ở dải Gaza. Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát tại nhiều nơi, khiến hơn 1.000 sinh viên bị bắt. Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể rút quân khỏi Hàn Quốc.
Thưa quý vị, mới đây trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể rút lực lượng quân sự của nước này đóng tại Hàn Quốc nếu đồng minh châu Á không đóng góp tài chính nhiều hơn. Ông Trump cho hay, chúng ta có 40.000 quân đang ở trong tình thế bấp bênh. Điều đó thật vô nghĩa, tại sao chúng ta lại phải bảo vệ ai đó? Và chúng ta đang nói đến một đất nước rất giàu có. Theo Sam, ông Trump đã đề xuất Mỹ có thể rút lực lượng nếu Hàn Quốc không chi trả nhiều hơn để hỗ trợ quân đội Mỹ ở đó, nhằm ngăn chặn chính quyền ngày càng cứng rắn của Triều Tiên, ông Kim Jong-un. Cuộc phỏng vấn của Time được công bố trong bối cảnh Seoul và Washington gần đây đàm phán về việc Hàn Quốc chia sẻ chi phí để duy trì 28.500 binh sĩ của lực lượng Mỹ tại nước này theo một thỏa thuận, được gọi là thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt. Tiếp theo mời quý vị chuyển qua phần tin tại Việt Nam. Mưa đá to bằng quả trứng trút xuống Nghệ An, hơn 200 ngôi nhà thủng mái. Vâng, thưa quý vị, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 1 tháng 5, mưa đá kích thước từ 3 đến 4 cm rơi xuống các mái nhà ở các xã Yên Thắng, Yên Hòa, huyện Tương Dương, tạo ra tiếng động lớn, một số chỗ đá thủng dày 2 đến 3 cm trên đất. Tại xã Yên Thắng, mưa đá kéo dài hơn 10 phút, kèm dông lốc trong 2 tiếng quét qua 7 bản, khiến hơn 200 nhà bị vỡ ngói, thủng mái tôn. Trong chiều qua tại Nghệ An, ngoài huyện Tương Dương, các huyện Kỳ Sơn, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương cũng có mưa dông sau nhiều ngày nắng nóng. Người dân huyện Đô Lương ví đây như là cơn mưa vàng giải nhiệt sau chuỗi ngày oi bức. Một tháng qua, thì các huyện biên giới ở phía Tây Nghệ An thường có mưa đá kèm lốc xoáy. Trong đó, huyện Kỳ Sơn có địa hình núi cao, rừng đan xen là điều kiện lý tưởng hình thành mây vũ tích gây mưa đá. Theo chuyên gia khí tượng, thì mưa đá thường xuất hiện ở miền Bắc và Trung vào thời điểm giao mùa từ nóng sang lạnh, từ tháng 9 đến tháng 11 và từ lạnh sang nóng từ tháng 3 đến tháng 5. Tại miền Bắc, sáng sớm hôm qua ngày 1 tháng 5, các tỉnh miền núi đã xảy ra mưa dông khiến một người tử vong do bị sét đánh, hơn 600 nhà bị tốc mái, hư hại, tập trung chủ yếu ở Bắc Cạn và Lào Cai. Mưa dông cũng khiến hơn 100 hectare lúa hoa màu bị đổ, một trường học và hai nhà văn hóa bị hư hại. Mưa dông cũng được ghi nhận tại các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công ty gỗ Bình Minh ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ngày 1 tháng 5, thì công ty này cho biết khi sử dụng phát hiện lò hơi bị trục trặc kỹ thuật nên đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30 tháng 4. Đến sáng ngày 1 tháng 5, thì cán bộ kỹ thuật vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ làm 6 người thiệt mạng, trong đó có một người Trung Quốc. 5 công nhân khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhà xưởng bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật lò hơi. Là một trong 5 nạn nhân bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, một nam công nhân 27 tuổi cho biết khi anh đang đứng xếp các tấm ván gỗ cách lò khoảng 20 mét thì nghe thấy tiếng nổ lớn, ngay sau đó anh như bị đạn bắn trúng và gục ngay lập tức. Làm việc cách lò 50 mét, một công nhân khác bị áp lực từ sau đẩy tới đổ gục, bị một số mảnh vỡ kim loại văng trúng đầu và tay khiến nam công nhân bất tỉnh. Trong công điện gửi các đơn vị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu làm rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm. Công ty gỗ Bình Minh chuyên gia công chế biến đồ gỗ gia đình. Công ty có khoảng 200 lao động. Trong lúc xảy ra tai nạn thì có 42 người đang làm việc. Một vụ việc khác tại Đồng Nai tối qua ngày 1 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết, từ chiều tối ngày 30 tháng 4, bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy. Và đến nay, bệnh viện đang điều trị cho 73 người nghi bị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều bị nhiễm trùng đường ruột và được xử lý, sức khỏe đã ổn định. Các bệnh nhân cho biết, từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 30 tháng 4, họ mua bánh mì thịt ở tiệm bánh trên đường Trần Quang Diệu, phường Long Bình, thành phố Long Khánh. Sau ăn khoảng 4 đến 8 tiếng, thì những người này có các triệu chứng ngộ độc. Trong đó, thì một số người đã tự mua thuốc uống tại nhà và nhập viện vào sáng hôm sau. Kiểm tra tiệm bánh thì cơ quan chức năng cho biết cơ sở có chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, khu sơ chế không gần nguồn ô nhiễm. Tuy nhiên thì cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có hợp đồng mua nguyên liệu thực phẩm và một số giấy tờ khác theo quy định. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ngộ độc, mẫu thức ăn đã được lấy để xét nghiệm kiểm tra. Tiệm bánh mì cũng đang bị tạm ngừng hoạt động. Chuyển sang một số tin vắn đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống. Các trường cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12. Thí sinh tự do nhận tài khoản và mật khẩu từ đơn vị đăng ký dự thi sau khi nộp hồ sơ.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6. Mới đây tại Sài Gòn, trong cáo trạng vừa được hoàn tất chuyển cùng hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố, hai cựu cục trưởng đăng kiểm Việt Nam là ông Đặng Việt Hà và ông Trần Kỳ Hình, người tiền nhiệm của ông Hà, cùng 252 người bị truy tố về hàng loạt tội danh do cố tình bỏ qua sai phạm khi kiểm định phương tiện. 252 bị can thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm tại Sài Gòn và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre và Sóc Trăng. Theo cáo trạng, cựu cục trưởng Hà chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 40 tỷ đồng. Ông Trần Kỳ Hình bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Vâng thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chủ đề tiếp theo.